Nhưng khi em xem mình thay xong rồi mình ra đây mình thử xem nó thay có ok không. Đây là dương cộng đây, mình thử bằng cái cục sạc này, cái mạch mình vừa thay đây, sửa đây. Nói chung thử thì nó chẳng có gì khó cả, đo con đấy còn nào chết thì mình thay thôi. Em sạc không? À sạc anh em ơi, cái này chắc là mình phải sạc thời gian lâu ấy, bởi vì mình thử bây giờ mình mới đang sạc ba cái thanh này thôi, một thanh, hai thanh, ba thanh nó hơn 100A nhiều. Sạc tạm xem khi nó đầy xong mình xả xem nó có cái mạch còn cân bằng được không, sợ nó không còn cân bằng được hay là nó lại chết luôn cả cái đường cân bằng này. Đường cân bằng thì nó riêng anh em ạ, không đường công suất kia vừa mình thay đấy thì nó chỉ công suất sạc và tải. Hai anh em, hôm nay mình sửa cái bo mạch này, bo mạch cân bằng ấy mới sạc này 100A này, 100A mà sạc 40A đã cháy anh em ơi, đáng buồn. Bây giờ nó bị cháy nó vàng anh em này, mình đo xem cái con cháy là con nào, mình để nó đi ốt nhé. Đo luôn con đầu vào, con này chết rồi. Nó nóng nó cháy, dòng nó quá thoát ra quá tải, nó cháy lỗ bên dưới này. Mình đo luôn nó tại đây, đây vừa con vừa mình tháo, một con có mình thay đây. Xem nào. chập luôn, chân nào cũng chập với nhau. Con mình thay bình hàn thôi, mình không khó vào nữa. Chán thật đấy. 100A mà nói chung là mua hàng nó nói là 100A đó, nhưng mà nó không chịu được 100A anh em ạ. 40A chết ngắc rồi. Đổ dòng sạc góc sạc 40A đã chết ngắc rồi. Nhìn cái tản nhiệt đấy. 20A nó nóng lắm rồi nhá. 40A chết luôn. Chắc mình phải điều chỉnh cho nó xuống thấp thôi. Đo cái này nó dễ thôi anh em nhé. Cứ một chiều lên, một chiều không lên, anh em để chân bụng của nó này. Mình cứ nói thế cho anh em, những anh em không biết cho nó dễ, chứ cần phân tích thì nó mệt đấy. Để một chân là bụng đây, một chân đây. Không lên hoặc là lên, bên này cũng thế, chỉ được một bên lên thôi. Chân ở bên giữa này, cái chân giữa này, cái chân bụng này là một nhá, nó chung với nhau. Còn hai chân thì từ đấy mình đo ra. Đo con này thì nhiều nhiều cách đo lắm.
Nhưng đem đây đơn giản thôi, nhưng anh em không biết thôi, đơn giản thôi. Một bên lên, một bên không lên là nó sống rồi. Chứ anh em đừng phức tạp quá làm gì, cho nó nhiều lúc nó khó ra. Bồi thêm thiếc đây cho nó to ra, cho nó tản nhiệt chịu tốt hơn, chứ nó nóng quá mình khó nó. Rác cho nó tí nhựa thông vào đây cho nó khó thêm, cho nó đủ nhiệt anh em nhé, chứ cái mỏ hàn nó không đủ nhiệt. Mình đắp vào đây tí cho nó kéo nhiệt con này, nó đủ nhiệt chứ không thì nó không đủ nhiệt, phải đắp thêm tí nữa vào cho nó to ra. Mạch thật sự kém chất lượng thật đấy, rẻ tiền. Mạch mua 80k anh em ấy, cân bằng xeo sạc 100A cân bằng 100A thì ướm, mấy hôm thì xài nó không cân bằng ok, nhưng mà nó không đạt được 100A, 100A nó chết nhanh lắm. Thế làm đấy sạc thôi, mình cứ vừa sạc vừa xả nó như thế nào chết nhanh hơn. Nóng lắm nhỉ, xùi dây điện ra đi. Đo đây nó còn sống rồi, còn nóng vào rồi. Mà không quen tay nó cũng chết ngắt anh em ạ. Nhiệt quá nhiệt nó cũng chết. Đo thì nó cũng thế thôi, đo trong này thì nó hơi khó khác tí. Anh thấy không? Đây mình cho cái đồng hồ lùi ra. Cho trong này cũng thế. Để đi ốt anh em này, chân chấm chân giữa này anh em đây. Đây nó không lên, cái chân đi lên. Đây, ok anh em nhé, cò vẫn sống. Mình lấy linh kiện nó từ cái con bo này, bo mạch này, cũng là bo cân bo sạc đấy, lấy một con rồi, hai con rồi. Thôi xin chào anh em nhé.